Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Dunker Protocol. Thì để tham gia dự án này các bạn click link mô tả dưới video bằng tâm tắt chatbot này. Rồi các bạn click share để đi tiếp các bạn. 183 184. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn lại join group nè. Trên kênh group các bạn bấm vào một rồi tự động nó vô luôn các bạn, nó có cấp cha không, không có cấp cha sao cho bạn mới đáp lên trên tiếp kênh seller kiểm tra kênh group mình nó có ai am anh bot không, không có. Tiếp tục follow tờ Twitter và retweet nữa. Trên tờ Twitter nó các bạn theo dõi nữa các bạn, các bạn like, các bạn tập quyết ở dưới game nè. Rồi bạn mới đặt lên. Tiếp tục follow minimum cho Discord này nọ, các bạn bấm submit đi tên các bạn. Rồi dòng đầu tiên mình đi chi email của các bạn vào. Rồi các bạn điền lưu username em tại Twitter bạn đã follow dán nè. Username em tại Twitter mình nha các bạn. Không quên về nữa đó, chính nè. Submit profile minimum. Rồi các bạn vô đây follow minimum nha các bạn. Chat và minimum follow không được sao ta, để mình tìm cách các bạn. Trên minimum thì bạn follow người ta các bạn. Rồi các bạn, rồi các bạn nhập vào ảnh avatar của mình. Rồi sau đó các bạn nhập vào ảnh avatar của mình, nhập vào ảnh avatar mấy cái nữa nè. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, các bạn sao chép đường link minimum mình nha các bạn, vì minimum trong web minimum nó nặng mạng các bạn yếu mà là lót không được nữa các bạn, phải để mình bắt up được dán vào đây. Sau đó join Discord, join vào Discord thì có. Trên có thì các bạn chấp nhận là mờ nghe thấy không? Trên có các bạn join một từ gì đi các bạn. Lần này nó đánh giá mình không phải là người máy nha các bạn. Bấm enter cho bot. Rồi sau đó các bạn copy cái username mình nha các bạn. Nhân bức ảnh avatar mình. Sao chép dán vào đây. Tại sao chép không được ta? Rồi các bạn sao chép mình gửi sẽ dẫn bot các bạn. Các bạn dán vào đây. Khoan các bạn chạy chút xíu các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nữa mà. Sau đó thì nội có subscribe kênh YouTube không? Bạn bấm vào đây subscribe kênh YouTube nữa các bạn. Kênh YouTube nếu đăng ký xong thì bấm Z nè. Submit you đường link. Gửi đường link dinh YouTube thì bạn nhập ảnh avatar của mình nha bạn. Nhập vào kênh của bạn nè. Nhập vào ba cạnh cùng. Nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép đường link YouTube mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Submit you via share video lên Twitter. Thì các bạn nhập vào đây nè các bạn. Like video qua video nè. Rồi. Rồi, like và chia sẻ luôn tweet đăng test. Rồi sau đó các bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nè. Rồi ta các bạn nhập ảnh avatar mình nhớ cho hồ sơ này. Rồi các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tweet video đó. Rồi dán vào đây. Rồi có son này không? Phải không? Tiếp tục là đâu ta?
Nó có son kênh Telegram không thì bạn son sao các bạn. Bấm Z. Sau đó nó có son này không thì bấm Z luôn các bạn. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ VPNB xem bạn trên B20 trên chocolate không các bạn. Lưu ý các bạn làm hết tất cả các nhiệm vụ của nó nha các bạn. Rồi copy địa chỉ VPNB xem bạn trên của mình nè. Giờ là cho bot nè. Rồi sau đó bấm complex này drop. Rồi bấm balance đi check số cam kiếm được. Ok, bên này nhận được 40.000 token đan. Và gì đang ghép gì xe trong về những thằng kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Các bạn nhớ vô đây like và retweet nữa nè. Kết thúc các bạn giờ. Chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo các bạn nhé. Like, chỉ tính retweet nữa.